À, vâng thưa quý vị, gần đây là hàng trăm em học sinh đến từ các trường từ 7 xã khó khăn nhất của thành phố Lào Cai ạ. Chào buổi sáng các con, sáng nay là ngày hội gì các bạn có biết không nhỉ? Ngày hội STEM. Ôi chào con, con có biết STEM là gì không? STEM là kỹ thuật, khoa học, công nghệ và toán học. Ờ, đúng rồi. Cảm thấy ngày hội STEM là có rất nhiều thú vị ạ. Vâng ạ, và trong ngày hội STEM ngày hôm nay thì còn có cả một không gian chợ quê gồm 7 gian hàng bán các sản phẩm STEM của các bạn học sinh đến từ 7 xã khó khăn nhất của thành phố Lào Cai đấy ạ. Chúng ta hãy vào thử một gian hàng. Hoài Lương ơi, vào đây mua cái sản phẩm này. Chị Dung, chị đang rất là thích cái sản phẩm này. Chị mua một cái, đây là cái giá do các em học sinh dân tộc Xa Phó ở xã Thống Nhất của thành phố Lào Cai. Và đặc biệt là tất cả các sản phẩm này thì đều được quét mã QR. Trông chuyên nghiệp ghê. Rất là chuyên nghiệp, thậm chí là còn không dùng tiền mặt luôn. Tất cả đều thanh toán bằng mã QR. Tất cả các em học sinh đều có những cái năng lực hết sức đặc biệt. Nếu như chúng ta biết cách khai thác, biết cách vận dụng những cái kỹ thuật và cái phương pháp giáo dục thật là tốt thì sẽ phát huy được cái năng lực đặc thù của các em. Em không đang trên con đường trong bài sướng em tới trường. Đạt giải nhất của một cuộc thi cấp quốc gia về robot và máy thông minh và tác giả chính là các bạn nhỏ đây ạ, các bạn học sinh tiểu học của trường trung tâm thành phố Lào Cai, và hôm nay các bạn đã mang phần thi của mình lên đây để chia sẻ kinh nghiệm học STEM với các bạn nhỏ dân tộc ở Tà Phời ạ. Bắt đầu nhé. Chính xác rồi. Robot này mình đặt tên là gì nhỉ? Robot ném còn ạ. Robot ném còn ạ? À, đây là quả còn ạ. Thế mình chế tạo robot này có khó không? Có. Thời gian trước thì khó, sau khi được các cô giáo hướng dẫn thì không có khó lắm. Thế hôm nay lần đầu tiên lên trên này thì các con cảm thấy thế nào? Khi mà các bạn thì chưa biết STEM là gì, nhưng mà mình thì chế được cả một con robot như này rồi. Con thấy rất là vui bởi vì con muốn chia sẻ cái màu STEM cho các bạn để các bạn biết thêm nhiều điều trong cuộc sống thì nó sẽ có và vận dụng vào trong cuộc sống mới giúp cho khó khăn. Cô cảm ơn con. Vâng ạ, và ngày hội STEM ngày hôm nay thì còn có rất là nhiều những nội dung mà các bạn nhỏ ở dân tộc trên này chưa bao giờ được trải nghiệm, và đó là gì hãy cùng đón xem trong phần sau của Việt Nam Thức Giấc. Vâng thưa quý vị, thật khó mà tin được nhiều em trong số này có lẽ vài ngày trước còn chưa biết đến giáo dục STEM là gì, thế nhưng mà bây giờ thì đã có thể tự chế tạo robot tên lửa nước và tên lửa khí nữa đấy ạ. Không được, bắn này là bên kia. Vâng, còn đây ạ là phần thi bắn tên lửa lên sao hỏa. Bắt đầu. Như robot của đội tuyển đã gặp sự cố. Vâng thưa quý vị, đây là một phần thi chưa từng có mà các em trên vùng cao Tà Phời được tham gia. Các em đang điều khiển những con robot do chính mình thiết kế và lập trình, và tình huống giả định là các em sẽ phải tự điều khiển những con thuyền mang hàng cứu trợ đến 7 điểm bị chia cắt bởi thiên tai. Vâng, anh Đăng Sơn, anh thấy phần thi của các bạn thế nào? Trông thì rất là hoành tráng, nhìn là với những cái thiết bị mà đi ở dưới nước, thiết bị điện tử mà đi ở dưới nước thì thật là rất là khó. Bởi vì trong giáo dục STEM thì cái điểm quan trọng đó là cái gọi là địa phương hóa, localization trong giáo dục, thì những cái như này thì trên thế giới cũng có. Nhưng mà khi mà mình mang về Việt Nam thì mình phải địa phương hóa theo cái cách của Việt Nam, giống như là mình có dưới nước thì đây cũng là một cái dạng robot nước. Của Việt Nam và của vùng Lào Cai đây đúng không ạ? Thành cố lên! Xin chúc mừng đội Hợp Thành đã giành chiến thắng. Xin chúc mừng đội Hợp Thành, các con cảm thấy thế nào? Thưa cô, là con thấy rất là vui vì đã được xem các bạn biểu diễn, thi và học tập được nhiều kinh nghiệm từ các bạn ạ. Thế trong tương lai thì các con có ước mong là sẽ chế tạo được những con robot như thế nào? Con có ước mơ là chế tạo ra được một con robot có thể giúp đỡ các người bị nạn. Em sẽ làm ra robot có thể làm sạch biển ạ. Wow, đấy là một
mà mình thì rất là vĩ đại nếu mà con thành công đấy. Rồi, con cảm ơn các bạn, một lần nữa xin chúc mừng các bạn nhé. Đội giải nhất này là đội Hoàng Thành 1. Những bạn học sinh dân tộc ở vùng cao Tả Phời ở Lào Cai, cách đây một thời gian ngắn thôi còn chưa biết đến STEM là gì, nhưng bây giờ đã có thể chế tạo robot và thậm chí là còn đoạt giải nữa đấy ạ. Và việc tổ chức một ngày hội như thế này lần đầu tiên ở một xã khó khăn bậc nhất của thành phố Lào Cai, đây là một điều mà không phải là nhiều địa phương có thể làm được.